xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ad Channel. Và trong video hôm nay thì mình sẽ tiến hành đọc hộp cũng như trên tay chiếc HTC One i9 phiên bản thương mại chính thức. Đây thực sự là một thiết bị gây tranh cãi nhất của HTC vừa được ra mắt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên thì hãy bỏ qua sự tranh cãi này và quay trở về với nội dung chính của video. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cách đóng gói sản phẩm. Phần mặt trước thì cũng được thiết kế với điểm nhấn quen thuộc xuất hiện trên hộp của các sản phẩm dòng One. Mặt sau thì sẽ in khá chi tiết về phần cứng của thiết bị. Điển hình là phiên bản máy sẽ có bộ nhớ trong là bao nhiêu, in trên góc phải của mặt sau. Máy sử dụng chip xử lý Snapdragon 617 đến từ Qualcomm, màn hình 5 inch, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 2TB, camera chính 13MP và có khả năng chống rung iOS, vân vân. A9 thì cũng sẽ có cả kết nối 4G tốc độ cao. Ngay sau khi mở hộp thì mình sẽ thấy ngay sự xuất hiện của chiếc One A9. Phụ kiện đi kèm sẽ bao gồm một củ sạc, dây kết nối micro USB. Chúng ta cũng sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng và cây lấy SIM. Quay trở lại với nhân vật chính là chiếc One A9, mình sẽ nhắc lại một phần về thiết kế. Sản phẩm sẽ được hoàn thiện hoàn toàn bằng kim loại nguyên khối, tạo cảm giác sang trọng và chắc chắn. Thiết bị sẽ có màn hình cảm ứng 5 inch, phần loa thoại khá dài đặt ở phần trên của mặt trước. Bên cạnh sẽ là camera trước với độ phân giải 4 ultrapixel. Phần dưới sẽ là một dòng đặt logo HTC, bên dưới nữa sẽ là nút home tích hợp cảm biến dấu vân tay. Toàn bộ phần mặt trước thì sẽ được bảo vệ bằng một lớp kính cường lực Gorilla Glass 4 và được hoàn thiện với kỹ thuật 2.5D. Cạnh phải sẽ là phím nguồn và cụm tăng giảm âm lượng. Phần phím nguồn này thì lại được trang trí dạng răng cưa. Thật sự là kiểu trang trí như vậy thì làm mình hiểu lầm thành dạng phím trượt thay vì dùng để nhấn. Cạnh trái sẽ là vị trí đặt thẻ nano SIM và thẻ cắm thẻ nhớ microSD. Phần đỉnh máy thì hoàn toàn trống, toàn bộ những cổng kết nối như jack tai nghe 3.5, cổng sạc micro USB và loa ngoài thì được đặt hoàn toàn xuống đáy máy. Phần mặt lưng thì làm bằng kim loại, được chia làm 3 phần và được chia cắt bằng hai dãy nhựa kim anten thu phát sóng. Phần camera chính 13MP thì sẽ đặt ngay giữa phần trên của máy. Ngay bên phải sẽ là đèn flash trợ sáng. Phần logo HTC đặt ngay trọng tâm của mặt sau. Về cấu hình, HTC One A9 sẽ có màn hình 5 inch, độ phân giải Full HD, mật độ điểm ảnh vào khoảng 441 PPI. Máy sẽ chạy chip xử lý từ Qualcomm là Snapdragon 617. Trang bị hai phiên bản có bộ nhớ trong tương đương với RAM khác nhau. One A9 có bộ nhớ trong 16GB thì sẽ có RAM 2GB và mẫu 32GB thì cũng sẽ có RAM là 3GB. Tất nhiên là A9 cũng hỗ trợ thẻ nhớ tối đa thêm 2TB. Camera trước trên máy sẽ là 4 ultrapixel và camera chính sẽ là 13MP. Thiết bị sẽ hoạt động dựa trên viên pin dung lượng 2150mAh tích hợp sạc nhanh. One A9 thì sẽ chạy hệ điều hành Android 6.0 Max Mellow ngay từ khi mở máy. HTC thì cũng có một vài tùy biến trên bộ giao diện HTC Sense bằng cách được bỏ những phần mềm không quá quan trọng giúp máy nhẹ nhàng và hoạt động mượt mà. Đồng thời thì điều này cũng giúp One A9 có thời gian cập nhật lên những phiên bản Android mới nhanh hơn rất nhiều. Chính xác hơn là chỉ 15 ngày ngay sau khi các thiết bị Nexus thuộc Google được cập nhật Android mới. Phần cảm biến đồng thời cũng là phím home trên máy thì được làm hơi chìm một chút so với mặt trước. Ban đầu thì mình hơi lo lắng về tốc độ phản hồi của cảm biến sẽ ảnh hưởng đôi chút. Tuy nhiên thì kết quả sau khi sử dụng bộ cảm biến vẫn hoạt động khá tốt. Thời gian đáp ứng đúng vào khoảng HTC công bố là khoảng 0.5 giây. Nhìn chung, khi xét trên thiết kế và trải nghiệm sử dụng, HTC One A9 được hoàn thiện bằng kim loại nguyên khối tạo cảm giác chắc chắn. Phần cạnh viền ở khung máy thì được thiết kế dạng cong nhẹ. Điều này kết hợp với 4 góc máy bo tròn và mặt kính 2.5D giúp việc cầm nắm và sử dụng thiết bị rất thoải mái. Cấu hình của máy thì cũng ở mức khá với chip xử lý phiên bản mới thuộc dòng Snapdragon Series 600. Điểm đáng khen là bộ phần mềm được lược bỏ những phần không quan trọng nên phần nào cũng giúp máy hoạt động nhẹ nhàng. Bộ cảm biến vân tay khá nhạy và cho tốc độ phản hồi nhanh. Tuy nhiên thì điểm trừ vẫn là việc ba phím điều hướng Android vẫn chiếm chỗ bên trong màn hình chính. Và mình vừa thực hiện xong video mở hộp cũng như đánh giá nhanh về HTC One A9. Các bạn có thể đón xem bài đánh giá chi tiết về thiết bị này xuất hiện trong thời gian ngắn sắp tới. Mình sẽ chèn thêm hai video phân tích về thiết kế cũng như 5 thông tin cần biết về One A9 trong phần chú thích ngay bên dưới. Và cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Ad Channel. Và mình là Cáo, xin chào và hẹn gặp lại.